nghĩ sao mà kêu là chứ Linh ơi về, Linh ơi về phù hộ cho gia đình đi sạc pin ơi. Ôi giời ơi, ở ngoài chúng ta phù hộ cho con gái người ta đó, đúng cả nhà. Chú Năm chú phù hộ cho Hồng Loan đó, mấy năm nay là coi như là làm ăn là được khán giả là coi như là khán giả là ủng hộ, ủng hộ coi như là quá thành công. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chú Năm chú phù hộ cho con gái của chú càng ngày được khán giả càng ngày càng yêu thương, rồi được Hồng Loan là được coi như là buôn bán cái gì cũng buôn bán đắt hết, làm cái gì cũng được hết. Rồi thứ nhất với thứ hai nữa là Hồng Loan coi như là sao, là coi như là càng ngày càng thông minh, càng ngày càng giỏi giang, càng ngày càng coi như để mà nói về cái nhan sắc ấy, càng ngày càng trẻ da, càng đẹp da, thấy không? Rồi coi như là làm cái gì cũng thành công. Rồi kể cả là về cái vấn đề mà Hồng Loan đi hát đi hò cũng được nhiều show diễn mời phòng trà, chứ rằng phòng trà nhưng mà cũng phải có người mời đúng không cả nhà? Rồi phòng trà như con ve giờ có muốn cái phòng trà mời cũng đâu có phòng trà nào người ta mời, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cho nên tại sao mà bởi cho nên là người ta nói là đúng, ăn ở có đức mặc sức mà ăn, cho nên Hồng Loan là được cái đức của ba để lại đúng không cả nhà? Còn nói thẳng luôn, cái dù mà bà chích mà bây giờ bà kiện cái dù mà ADN Hồng Loan á, bà kiện sao, bà kiện cái lối dời thua mẹ trắng tay rồi còn kiện cái gì, nhục thấy mẹ luôn còn kiện cái gì. Bây giờ chuẩn bị này, sắp tới đây này bắt đầu thua này, thua rồi đó. Bây giờ về là lo mà dọn đồ dọn đạp ở cái nhà số 5 đó, rồi cái dù ám mà cái tủ lạnh nghe cái dù mà cũng nghe mong anh ở trong cái tủ lạnh có cái gì để cái lòi ra đó, để cái gì mà nó lòi ra trong tủ lạnh nghe nói vậy đó. Mà trong cái đó là không biết là trong tủ lạnh là chứa cái gì, cho nên là về cái dù mà dọn đồ là sắp tới đây là mẹ con nhà con ve thua thì phải về dọn đồ thôi, dọn đồ dọn đạp này trong cái trên nào là tủ lạnh rồi là ba cái giác rưỡi này kia nọ, rồi nói chung là không biết là để cái gì trong đó thì không biết đúng không cả nhà. Mà thấy nghe nói là cuốn băng keo kỹ lắm, nghe nói vậy đó, thì mình nghĩ rằng là trong cái tủ lạnh khả năng là vẫn còn cái gì đó gọi là quan trọng đó cả nhà. Thì ngoài những cái món đồ mà mẹ con nhà nó lấy ở dưới cái gầm giường là cái ngày mà con ve nó về nó lấy những cái món đồ mà chẳng hạn như vàng bạc nữ trang hay là tiền hay là những cái đồ mà nó để trong gọi là gầm giường đó, cái bữa mà nó về mà cái dù mà cái video mà lật cái gầm giường lên mà để mà coi như vàng bạc tiền ta các kiểu này kia nọ mà giấu dưới gầm giường đó, thì mình nghĩ rằng chắc khả năng là vẫn còn một cái vật gì đó mà coi như là để trong cái tủ lạnh trong mà cuốn băng keo dán lại, mình nghĩ rằng là vẫn còn. Nhưng mà khả năng là mẹ con nhà nó mang đi mà vẫn chưa mang đi hết. Nhưng mà theo như em nghĩ, những cái vật mà gọi là tiền hay là vàng bạc nữ trang thì mẹ con nhà nó là để dưới gầm giường thì mang đi rồi. Nhưng mà thí dụ những cái vật gì mà gọi là nó bự hơn so với vàng và tiền thì khả năng là cái ngày đó mẹ con nhà nó mang đi dạng như sao người ta biết đó. Cái dạng như là có thể là một cái vật nào đó lớn, cái mang đi sợ người ta nhìn thấy. Thế cho nên là khả năng là có những cái món đồ là vẫn để trong tủ lạnh, là chẳng hạn như là nó lớn quá mang đi sợ Hồng Loan phát hiện ra. Thì ví dụ như là tiền với vàng thì có khả năng là vẫn là để dưới gầm giường thì giấu nó nhỏ nhỏ, nữ trang mà, tiền thì ở trong phong bì, còn nữ trang thì nó gọi là vàng bạc thì nó chỉ có một chút xíu thôi, thì coi như là không có để trong tủ lạnh. Còn những cái đồ vật mà dạng như nó bự, nó lớn mà có giá trị, nó lớn nha nhưng mà vẫn có giá trị nha, chứ không phải là thì mẹ con nhà nó mới cất giữ ở trong cái tủ lạnh. Chứ còn những cái đồ bình thường thì mắc cái gì mà phải bỏ trong tủ lạnh mà coi như dán băng keo lại,
cái tủ lạnh có cái gì đâu mà dán băng keo. Nếu như theo mọi người nghĩ đi, một cái tủ lạnh mà chứa đồ ăn chả có gì mà phải dán băng keo, đúng cả nhà. Cùng lắm thì bây giờ nếu mà tức cay cú Hồng Loan thì ví dụ cùng lắm thì ba món ăn trong tủ lạnh người ta để cho thối giữa ra này kia kia nọ, cho mình ngửi chơi giờ này kia kia nọ, đúng không? Không cần dán băng keo luôn, coi như là dạng như là thức ăn mà thì phải để lâu ngày quá thì nó tràn nước ra hoặc nó thối ra thôi. Thì cùng lắm thì coi như là gọi là để cho Hồng Loan phải coi như ngửi những cái mùi đó. Thì để tủ lạnh nó thì chắc chắn là nhà Hồng Loan nó phải ngửi thêm ba cái mùi hôi thối ở trong cái tủ lạnh rồi. Thì ví dụ mình đang nói về cái vấn đề cái tủ lạnh, cái đồ đạc đồ ăn đó. Còn như chứ còn nếu như mà còn ngoài cái vấn đề đồ ăn ra thì mình nghĩ rằng chả có cái gì mà phải dán băng keo cái tủ lạnh là thế cho nên là mình nghĩ là trong cái tủ lạnh là có cái vật gì đó có giá trị thì là mẹ con nhà nó mới mới dán băng keo kỹ như vậy. Rồi nhiều khi thì trong cái đống mà gọi là xà bần đó, xà bần mà mẹ con nhà nó để trên gọi là trên trên gác trên lầu đó thì coi như mình nghĩ là cũng có còn những cái cũng vẫn còn đó, còn những cái vật gì đó của chú Năm gì đó, nhưng mà mẹ con nhà nó gói gọn bỏ vô trong những cái bao đó thì làm sao mà biết được. Kể cả tiền hay là vàng mà mẹ con nhà nó còn giấu ở dưới gầm giường, ở trong vali dưới gầm giường, xách ra mà cả một cái vali thì mọi người nghĩ đi, tiền nha kêu mất 8.200.000 đô mà coi như cuối cùng người ta đến người ta tìm, coi như tìm kiếm mà cuối cùng không mất, mà cuối cùng tìm ra trong căn phòng là cái số tiền mà kêu mất đó, lại coi như là lòi ra nhiều hơn cái số tiền mất đó. Ví dụ đi báo mất 8.200.000 đô để vu khống cho Hồng Loan cái tội đó, nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra trong cái phòng mẹ con nhà nó cái số tiền còn nhiều gấp mấy đó, còn nhiều gấp mấy so với cái số tiền mẹ con nhà nó báo ra. Thế cho nên là tiền tiền nhiều quá, tiền phóng điếu, tiền này kia kia nọ, ăn trộm cái để chỗ này chỗ kia, mẹ mạnh mẹ mẹ để mạnh, con để nhồi nhét chỗ này chỗ kia chỗ nọ, quần áo chỗ này một mớ chỗ kia một mớ, chỗ nào cũng nhồi nhét hết thì coi như là tiền mà tiền của người ta thì cứ lấy thôi, lấy thì coi như nhồi nhét chỗ này miếng chỗ kia miếng, rồi miếng làm sao mà cứ nhét vô trong phòng của mẹ con nhỏ được rồi. Thì là Hồng Loan này nó hiền đó, chứ gặp người khác để xem là có dám lấy ba tiền bạc này kia kia nọ mà nhồi nhét chỗ này chỗ kia nha. Tại vì nó là vô gia cư nghèo mà tại sao mà lại tiền nhiều dữ vàng quá trời luôn, lại kêu là của hồi môn hồi nào tới giờ của con ve hồi môn mà đi về nhà người ta ở làm gì, hồi môn đi về nhà người ta ở làm gì, ăn nhờ ké làm gì. Nếu mà nói hồi môn mà có tiền á có vàng cỡ đó mà tiền đến mỏi tay như vậy, mà vàng đến mỏi tay như vậy, mà dính một cái vali dưới gầm giường lên như vậy, mà kiểm tra một đống vàng đống tiền như vậy thì mắc cái gì mà phải đi về ăn nhờ ké của nhà ba của Hồng Loan, đúng không? Giàu có quá mà hồi môn có như vậy thì bán đi mà mua nhà mua cửa mua đất mua đai vợ chồng con cái mà ở, mà mắc cái gì mà phải đi qua nhà người ta mà ở đó. Thế cho nên là nói nó không có đâu ở đâu, nói nó không có khớp, cho nên là nói mà để cho mà dạng như là người ta nói lại và nói cái giọng điệu như vậy là người ta không có ai người ta nghe được. Bởi vì sao? Thà là nói nghèo vô gia cư đi ở nhà ăn nhờ ké mà không có tài sản không có nữ trang thì người ta cũng còn nói rằng chắc mẹ con nhà nó thuộc cái dạng mà không có thật, hoặc là thuộc cái dạng ăn chơi chắc táng cho nên là hết tiền rồi, nên là ăn nhờ ké cho nên mới không có tiền mua nhà mua cửa. Nhưng mà đây đây là cái ngày mà đến coi như là mở cái phòng ra kiểm tra đồ đạc vàng tiền thì lại cả đống cả nhồi, thì lại bảo là rằng là đây là và con ve chính con ve nói trời ơi của hồi môn người ta nhiều lắm ông ơi, con ve nó nói nó kêu là trời ơi của hồi môn của tôi nhiều lắm, tôi phải kiểm tra từng món một này kia kia nọ, thấy không? Đúng rồi, nghèo quá mà
coi như vàng với tiền mà đếm mà bó tay luôn, để mà dưới gầm giường mà coi như mà cá cái vali luôn. Thế tôi nghe giàu có hồi môn nhiều như vậy thì ta mua cái căn nhà nhỏ vợ chồng con cái ở đi, để đi đến nhà ta ăn nhở ké làm gì, là có mục đích đúng không? Mục đích rồi đến nhà người ta ăn nhở ké rồi xin cho hộ khẩu không được, rồi nào là lớp rồi mẹ mẹ con nhà nó là coi như nhây nhây ở rồi không chịu đi, ở đây không chịu đi. Cho nên tại sao mà Hồng Loan nó không ở cái nhà đó là đúng, nó ở cái nhà đó không ở nổi, mất tiền mất bạc liên tục, rồi nào là ô xin, rồi nào là sạc pin, rồi đi và đi về đó giống như là cái nhà như cái chợ, nhà nhà người ta mà giống như cái chợ, đi về rồi ăn rồi nào ngủ rồi nhà người ta, rồi đấy. Rồi bởi tại sao mà cái ngày đó có cả vợ chồng nhà Trành Bùn đó, nó bán bún bò trước cửa, nó phức tạp, nó nguyên một cái đội cánh quân với nhau. Thế cho nên tại sao mà Hồng Loan đâu có ở nổi, ở làm sao nổi, ông ở mà nó còn cơ đó chứ đừng nói ở. Ở thì coi như là không ở mà cha con người ta còn già nứt, mà nếu mà ở thì nó sẽ để cho cha con người ta như thế nào nữa, đúng không? Thì nó lên kế hoạch thì nó hài cha con người ta, rồi nó đổ thừa, rồi cái gì nó làm rồi cuối cùng nó đổ cho Hồng Loan làm, hoặc là nó đổ cho vợ chồng Hồng Loan. Nên tại sao mà sống một cái gia đình mà nó phức tạp, mà toàn có những cái thành phần mà như là mẹ con rồi con ve rồi ô xin, rồi nói chung là toàn có những cái thành phần gian không à, ăn cắp ăn trộm không à. Cho nên bởi tại sao mà lại ở trong cái căn nhà đó, nếu mà Hồng Loan mà ở đó coi như là cũng mang họa. Bởi vì sao? Bởi vì toàn có những cái thành phần xấu không à, ăn cắp ăn trộm không à, làm không lo làm, mà toàn con này kia kia nọ lo đi dòm ngó tiền bạc của người ta để mà coi như là chôm chĩa rồi đổ thừa cho Hồng Loan. Thế nên tại sao mà ngày trước mình cũng trách Hồng Loan á, sao mà có mình là con một mà tại sao không ở đó mà để nhường phòng là cho vợ chồng con ve nó ở đó, thì nó giống như nó giết thì nó ở giết, nó tưởng đâu nhà của nó. Nhưng mà đến bây giờ tất cả mọi chuyện lộ ra thì coi như là mình biết được rằng là Hồng Loan là người rất là khổ. Nếu Hồng Loan mà không đi về bên chồng ở thì mọi chuyện giữa cha con sẽ còn nhiều vấn đề xảy ra nữa. Tại vì nó làm xong cái bắt đầu nó nói với chú Năm là Hồng Loan làm, chẳng hạn như những cái lần mà mất tiền mất bạc thì nó cứ giả bộ nó kêu là nó đổ thừa Hồng Loan lấy, mà Hồng Loan nó có lấy đâu, nó không lấy. Rồi cứ mất tiền mất bạc, mỗi lần mất là mẹ con nhà nó, nào là lớp ô xin nữa, rồi lớp là cái đám Trành Bồn, nó cứ đổ qua đổ lại. Cuối cùng là sao? Cuối cùng là chú Năm chú cũng bực mình chứ, và báo công an thì báo không được, báo thì cũng không được. Hồi nào giờ chú Năm chú dị ứng cái dù mà công an tới nhà có chuyện này chuyện kia, chú Năm chú không có muốn. Cho nên tại sao người ta là ca sĩ mà, người ta nghệ sĩ mà, giờ cứ tưởng công an đến nhà làm gì, giải quyết dùm ba cái dù mà mất trộm mất chiếc thì chắc chắn một điều chú Năm chú không muốn rồi. Bởi vì sao? Chú là cũng về giữ, chú là một người nghệ sĩ mà không lẽ giờ trong nhà mà toán chứa những thứ gọi là ăn cắp ăn trộm, mà tưởng gì anh em con cháu ô xin không à, chứ đâu có phải ai. Con mình mà làm gì ăn cắp ăn trộm. Nếu mà một khi mà Hồng Loan mà nó mà là một cái người hư tân mất nết như vậy, chắc chắn một điều là nó sẽ làm đần để cho chú trả, chứ không bao giờ mà tự nhiên mà Hồng Loan nó về nó ăn cắp ăn trộm tiền bạc của ba nó để làm gì, đúng không? Mà hơn nữa Hồng Loan là một người con gái rất là giỏi, buôn bán cá tôm rồi ngày đêm rồi để mà lấy tiền trang trải cuộc sống và nuôi gia đình nhỏ của mình. Đấy là một người đàn bà rất là giỏi mới làm được những cái điều như vậy, mà coi như là thứ nhất là giỏi này, thứ hai nữa là kiên trì chịu khó này, nhịn nhục này. Cho nên tại sao mà đến bây giờ mà Hồng Loan có được ngày hôm nay là bởi vì sao? Mọi cái sự cố gắng và coi như là Hồng Loan là một người rất là giỏi. Giỏi này, cố gắng này, siêng năng này, coi như nhịn nhục này, ra đời va chạm này, cái gì Hồng Loan cũng làm hết. Thế cho nên tại sao bây giờ Hồng Loan nó mới thành công là bởi vì sao? Lời ăn của nó, lời ăn tiếng nói của nó là nói chuyện với cộng đồng mạng cũng vậy, rất chi là từ tốn và rất là khéo léo. Chứ không phải như là con ve thì nó nói chuyện thôi rồi nó nói
lên trên màn là nói chuyện trên trời dưới đất không à, nói chuyện nó với mẹ nó. Lên trên live là coi như chỉ có đi chửi lộn với khán giả thôi à. Còn Hồng Loan thì đâu có, Hồng Loan là ví dụ nó nói cái gì nó trả lời, nó trả lời cái gì nó không trả lời thôi thì à, nhưng mà nó toàn có trả lời những cái vấn đề mà coi như là vui vẻ, hoặc là những cái vấn đề mà coi như là không phải là nói qua nói lại à. Cho nên tại sao mà Hồng Loan là một đứa con gái rất là giỏi, phải nói là giỏi, em còn phải nể luôn à. Chứ còn nếu mà em nói thật với cả nhà, nếu như mà con ve mà được như Hồng Loan, xin lỗi, nếu mà được bằng cái móng chân của nó mới lạ. Để mà nói cái vấn đề mà bươn trải cuộc sống á, là con ve là thua. Nó là coi như là dạng như là sống mẹ con nhà nó sống nhờ dựa dẫm vào chú Năm là quá nhiều à. Mẹ nó phá hết của chú Năm rồi tới giờ tới nó nữa, vợ chồng con cái nhà nó giờ cũng lại coi như là sống dựa dẫm vào ba của người ta à, thấy không? Mẹ phá, bán nhà từ đường, bán vàng bạc tiền tài sản của chú Năm. Giờ tới người nói tới thì là nói tôi phá của anh tôi chứ tôi đâu có phá của mọi người đâu mà nói tôi. Đúng rồi, nói toàn nó càn nó bừa không à, à nói như vậy thì bởi sao mà nói vậy, sao mà nói đứa cháu nó không nghe là đúng, nó nghe gì? Còn Hồng Loan nó nghe mới lạ, tại vì bà là người lớn, bà già, bà còn nó nói bừa càn như vậy thì lấy đâu ra mà bà dạy được con cháu, đúng không? Bản thân bà còn nơi tân mất đết như vậy, lấy đâu ra mà bà dạy được con cháu được. Cho nên tại sao mà Hồng Loan với con Bung với thằng Mỹ tụi nó không có nể là bởi vì sao? Một cái bà cô ông chú mà không có ra cái gì, không có nương miếng nếp đấy, kể cả cô cũng vậy mà kể cả chú cũng vậy luôn, kể cả là ông bảy xéo cũng vậy luôn, không có một cái miếng nếp nào hết à, ăn chơi chắc tán chứ có đâu có làm được cái gì cho đời à. Rồi nói ra thì ông bảy xéo thì lên thì chửi Hồng Loan là không biết viết, không biết đọc, rồi học ngu dốt cái này cái kia nọ các kiểu, rồi chửi con bé ăn cắp ăn trộm các kiểu à. Cho nên tại sao mà còn bà Chip thì lên là coi như là nói chuyện chửi bới con cháu. Cho nên tại sao mà cô chú và ăn nói mà coi như không gia trị, chứ đấy đâu mà con cháu nó nảy, đúng không cả nhà ha? Cho nên là thôi nói gì thì nói, chứ kể cả là bây giờ bà Chip với ông Bảy mà có lạy van hay có van xin Hồng Loan đi chăng nữa thì bây giờ cũng quá muộn rồi, nói thẳng luôn đó cả nhà. Bây giờ cái vấn đề này coi như là nước giọt nước tràn ly, giờ nó quá muộn rồi. Giờ chả còn tình nghĩa gì hết trơn á, tình nghĩa gì giờ còn gì đâu mà tình nghĩa à. Nếu mà tình nghĩa thì coi như là Hồng Loan là coi như chỉ có coi như là có nước, là một khi mà Hồng Loan mà nghĩ về cái vấn đề mà tình nghĩa với 67 á thì coi như là đồng nghĩa với Hồng Loan là coi như là phổi lưng với lại chị Ni à, phổi lưng với chị Ni với cộng đồng mạng. Thế cho nên là bằng mọi giá là coi như là bây giờ bà Chip bà kiện rằng kiện đầu lao, kiện ADN để coi như là kiện cho bó ghét vậy đó, kiện càn này. Nhưng mà để cho bà kiện được, để cho bà kiện được đến khi nào? Bà có sức bà đi kiện được bà cứ đi, đúng không cả nhà? Bà còn hơi còn sức bà cứ đi à, để cho bà kiện được đến chừng nào à, thua rồi nhưng mà vẫn còn cứ làm càn làm bậy à. Thì thôi tới đây à, em cũng xin phép quý vị xin kết thúc à, buổi live hôm nay. Thì cũng à, mong quý vị khán giả ủng hộ cho anh Ngừa một cái like và một cái chia sẻ, và quý vị khán giả nhớ đăng ký kênh cũng như là nhấn vào cái nút chuông thông báo để khi à, em có thời gian em đăng video hoặc là like trực tiếp thì quý vị khán giả sẽ nhận được những cái chuông thông báo của em. Thì cũng mong quý vị khán giả để lại những cái phần bình luận của quý vị à, về câu chuyện của Hồng Loan, cũng như là xin cảm ơn tất cả quý vị à, hẹn gặp lại quý vị vào những cái video mới, cũng như là hẹn gặp lại quý vị vào những cái buổi live tiếp tục à, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị.